Rồi hello, xin chào cô chú anh chị ha. Ngày Nam đến nhà này ghi hình bò cái kem sữa lứa thứ hai đầu tụ lũi luôn chú anh chị. Bò hàng độ hàng bếp ha. Con bò này thì chiều cao em đo không sao là 1m52, nếu em đo giữa lưng phải là 1m43 ha. Đó thì em thì người em cao 1m67 68, em bò này đứng là bằng cái vai em luôn á đó. Đó phải bằng vai luôn nè, thấy không? Đây đo cô chú chị mình đo nè, rất là bự con bò ha. Đây bò chữa là 4,5 tháng đó, tầm 4,5 tháng loại hai gen tinh 3B. Thì cô chú chị nào thấy ưng ý bò hệ bò độ như thế này thì liên hệ cho em đó, giá cũng là rất là vừa túi tiền đó, chân cẳng xương sóc em quan sát là không có vú xe túi lúng đụng khác hết. Thì mời cô chú chị xem vô cái nội dung chi tiết được, quay cận cảnh chi tiết bò này cho cô chú xem ha. Rất là bự bò đó, bò dạng hàng bếp hàng đảo ha, cô chú nên thích lấy mua thì liên hệ cho em đó. Hello, xin chào cô chú anh chị đã chăn nuôi Bến Trang. Hôm nay lên một kem chữa, con này chữa thứ hai nè. Đó, thì bò này bò độ bò mẫu ha chú anh chị. Bò này bò bự sát nhất. Hàng bếp. Chân cẳng quan sát là không có bú ấp xe xuống lúng xuống luồng gì hết nha. Đó. Đây. Thì chân cẳng là xương sóc là xương tro. Dần lúng mà cô dần là lúng chân cẳng của nó là cô chú anh chị. Chân trước nè. Đó. Lúng chèn ha. Bỏ kem. Chân sau nè. Cầm đứng thẳng băng ha. Chân trước ha chú anh chị. Bò tình trạng là chữa 4 tháng ha. Chữa là gì gì ạ? 4 tháng 4 tháng rưỡi á, cái 3B. Đang âm chữa lứa thứ hai, đẻ loại lứa ha. Đây thiện bò này chiều cao đo không dưới gu sao là 1m52 ha, đó 1m52 ta lại thì đo ngay giữa sấy lưng là 1m43 đó, bò mà mẫu ha, bếp ha, cái đít này của chú chị đây đó. Thấy bò thắt thân bò không? À, thì bên em bán đàn bò có đẻ lòi như thế này, bên em bán là bao lòi lú cho cô chú anh chị mình trong 3 tháng nha. Đầu tụ lũi luôn. Đó. Mặt mày của chú sấy mặt là sấy lưng nè. Sấy mặt của chú anh chị. Sấy mặt là nghiêm chỉnh nha, sấy lưng cũng vậy nè. À. Đây. Chân cẳng của chú anh chị thấy không? Xương sóc xương to luôn. Thả đòn dài rất lực bò. Đó. Thì sái nè. Sái lưng ha. Đây. Sái lưng nó hơi chồm gì tức chút. Xem chú anh chị. Đây, mỏng cái mấy mỏng cái cắn cái gì. Bò rất là hiền. Sẽ lần nó hơi chồm gì da trước chút xíu. Thì bọt kem thì dòng lai này thì nó sái lưng chồm thì không quan trọng cho mấy hết chú anh chị. Đó. Đây. Chân nè. Rồi. Tiệm bò này em báo giá luôn là 40 triệu hết chú anh chị. Ở trong nhà em bán giá là 40 triệu bao ship. Đó, cô chú anh chị nào thấy ưng ý mua thì liên hệ. Thì đối với bò chữa như thế này, chữa 4 tháng rưỡi thì cái 3B ha, em bao chữa về trong vòng 3 ngày cô chú anh chị mà hãy thăm khám lại cho em cái. Còn loài đom thì em bao là 3 tháng ha cô chú anh chị. Đây. Đó. Hết biết con bò luôn. Thì cô chú anh chị ước lượng bò này thì chiều cao đo là 1m52 đo không sao. Nếu mà đo giữa sấy lưng là 1m43 bò ha.
đó, thì cô chú chỉ biết con bò này tầm cỡ nó bự cỡ nào hen chú anh chị đó. Đít bản đồ nữa nè, đây thác thằng đít không, đời đạm bò lực hen, mập đàng hoàng không có ốm hen chú anh chị. Đầu cổ tôi rủi rất là đẹp bò. Rồi kỹ dàn chân móng đó nè chú anh chị. Chân trước, chân sau, chân trước nè ha. Đó. Đây. Đây. Rồi giờ lúng mà. Đó, cực kỳ luôn ha. Chân trước là chân cản Nam Bảo ha, hành luôn là không có ổ xe, không có súng lúng súng ruột gì hết nha, dần lúng lúng chiền đó. Đây thì cô chú chị thích chơi bò bự bò lớn tàn thì liên hệ cho em ha. Đó, sông lưng nè, thắt thân ha. Đó, rất bự bò lông, bò da nhuyễn nha, bò kem thì tình trạng là bảo hành là toàn bộ hết cho cô chú chị mình gì mình nuôi chữa ha. Đó thì ở đây em đã quay em đã khám rồi, nhưng mà cô chú chị về phải khám lại cho em cá cho nó chắc ăn ha, rõ ràng đó. Rất là bự bò, hàng lớn ha chú anh chị. Đó. Rất chi là đẹp bò ha, bản đùi lớn, hàng vip, hàng độ. Thì con bò, thôi nói con bò này thì nó đẻ con như thế nào cô chú thì đã biết ha. Nó đẻ chiến đầu đẻ là con mới có 3 tháng mấy thôi, tả mười mấy triệu. Đó, để nguyên cả đực ha, bò này đẻ con nè, khỏi phải nói luôn. Chân cẳng nè, đây rúng yếm nè, đầu cổ của chú anh chị. Thì bò độ bò mẫu nè, hồi đó trước giờ em nói con này là vip nhất đó, từ trước đến nay ha. Hoặc cái kem chân cẳng nè, xương to ha, cầm đứng thẳng, móng đẹp, lông da nhuyễn rất đó, rúng đi dàn rúng từ cái dạo vú mà tới lên tới yếm luôn, yếm trước luôn nè, lòng thòng nè, rúng chèn ha. Đó con này thì mẹ hồi đó là mấy lít men đẻ ra nè cái gì đó, mấy con lít men đẻ ra lâu lâu nó muốn bẻ ra một kem mà nó bỏ mấy con bò nó bự thác thân phải không. Bằng bò nhập nguyên vợ đó, thì giá là 140 triệu bao ship cho cô chú anh chị em về tặng nơi ha. Đó thì cô chú anh chị thấy ưng ý được mua thì liên hệ. Đây hình hải nó mới gửi cho cô chú anh chị em nè. Đó thì hệ này là hệ vip ha, con bò này cũng rất đề đạm bò lực, bò hay không phải ốm bò đâu chú anh chị, ôm chữa nữa đó. Giá này có giá là rất là cực kỳ hấp dẫn ha, chân cẳng đứng thẳng bẩn luôn, thả đòn dài. Rồi giờ hình ảnh em muốn giới thiệu và chi tiết cận cảnh con bò chữa như thế này rồi, thì cô chú anh chị mình sẽ ưng ý mua được thì liên hệ cho em ha. Chị nào thích chơi bò độ thằng vip nhất đó, bò này là giờ đứng là nhất, đứng thứ nhất ở huyện Ba Tre chưa chắc bò nào qua bò này của chúng chị. Bán sâu bán cổ.